Hello, everybody, welcome to Hell với cả T. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell với cả T. Nay chúng ta sẽ đến với con anime ha. Cuối tuần làm nhẹ con anime chơi cho vui nha, vui cười nha các bạn ơi. Ok, ok, phiên bản phi full tướng mới lờ rờ các kiểu con đầy điểu ha, Kim Nguyên Bảo hay xếp đồ rất nhiều luôn. Ok, đọc nó đi, rồi dẫn cho nó chạy cái nhiệm vụ tân hậu ha. Rồi, đầu vô thì trời, đem theo con mắm này nó phê thiệt luôn ấy. Ở từ trong game mà ra tới phim là héo héo vét giúp con nè. Nó là chúng ta thay đổi nó đi. À là con này nó cũng được nè. Đừng để con kia nhìn nó không có được ngon lắm. Ok, vô tối cắn ngay xếp vip cái đã ha. Rồi chúng ta sẽ đến với thông tin server để đi nhập code luôn. Mở cái túi ra chưa đâu. Rồi để nghe con này cho nó bộ đồ. Ok, giờ thì cho nó chạy cái phó bản của mình nó rồi đã. Farm phó bản, ok. Rồi, để auto cho nó tự farm. Bây giờ đến với thông tin server hả? Đây, Naruto chiến đấu phiên bản update mới nhất hiện nay. Miễn phí iOS, khai mở S16 Orochimaru. Thời gian 10 giờ ngày 22 tháng 7 là hôm nay á, thứ 7 nha. Website trang chủ Naruto chiến đấu .com. iOS, Android chơi ổn định trên iOS, Android và giả lập PC. Group Zalo fanpage nè ha. Naruto chiến đấu Mobi. Rồi lưu ý anh em chơi game không bài ạ nè, hướng dẫn tân thủ người mới nè, tỷ lệ nạp siêu rẻ khuyến mãi 1000%, 100.000 bằng 10.000 xu ép đối với Momo Banking, 100.000 gạt thẻ cao á là được 8.400 xu ép. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta vẫn nhận được cái tích nạp là 100.000 nha các bạn ơi. Nạp đầu 100.000 nhận ngay bộ trang bị 26 sao và 25 sao trong tích nạp. Đây 26 sao đó. Rồi 25 sao tích nạp trang bị luôn đó. Ngon lành lên. Lưu ý nạp đầu nhận ngay code long tin lai xe hoành cứng các kiểu quanh đà điểu mà không cần phải làm nhiệm vụ. Qua tân thủ 100 triệu kim nguyên bảo trang bị VIP 22, VIP 25 là event live xe tặng full tướng mới URLR ha. Rồi 6 tỷ bạc, 6 tỷ anh xếp tướng, hộp 9 sao 10 sao cầu hức tỉnh lỗi cây hiên pha lê khế ước cầu tăng vật pha lê bí thực các kiểu con đà điểu code nè. Ok, nhưng mà code các bạn vào web nghe cái phần nhập code là có ha. Đấy. Rồi sự kiện long tin live xe 10 nhóm phần quà 5 triệu A ship VIP lên VIP 25, 5 triệu kim cương, 5 triệu A ship tướng, 5 gì 300 triệu A ship tướng, 300 triệu Bailey, 500 lỗi cây hiên tua top lực chiến top 1, 60 triệu kim nguyên bảo, 10.000 rương vàng, 10.000 rương A ship ninja, 20 bí thuật, 2.000 và lời bí thuật, 4.000 lõi cây hiên. Ok ok liền. Trời ơi. Rồi đi xin code long tin lái xe cái rồi quay lại hả. Rồi sau khi xin code xong rồi nhập luôn cả code phanh cứng rồi nha các bạn. Theo có nạp 100.000 nữa. Đâu mất là rồi. Đây đây
có nè, bơ 100.000 ha, tính nạp 100 luôn nè. Đấy, đó là lấy luôn. Có long tinh và có thoạt cứng rồi nha các bạn. Đây, đây, đây. Ok, ok. Đó. Ok, 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 có rồi, có rồi, có quà rồi, nhận quà nè. Đó. Ok, có thoạt cứng, có long tinh luôn. Được thêm A-Ship nữa nè. Đó, lên VIP 25 đúng nè hả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập hết code tân thủ ở ngoài này luôn nha các bạn. Rồi, đây. Đó, có tân thủ nhập hết luôn. Ok luôn, này game đổi màu chữ rồi nhìn nó dễ hơn nè. Trước mấy cái chữ này màu trắng luôn, nhìn nó khó thấy thấy bà luôn. Giờ thì ở đây thấy rõ hơn rồi nè. Đó. Đây đây, nó khác là nó nổi cái màu lên, màu vàng nè các bạn. Bây giờ dễ nhìn nè, nó rất là nhiều tướng lao rao nè. Trời ơi, quá trời cót luôn. Để nhập xong rồi tí điếm là coi là hết bao nhiêu cái cót. Đủ loại hết nè. In đứng, in niên, rồi in nằm, in bò, in trường, gì tà le, hồn me hết. Tướng mới Kaguya luôn nè hả. Này này. Rồi nhóm Zalo rồi, 2-3 cót luôn. Rồi để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái cót. Wow, quá trời luôn, tướng nè. Đó, rương chọn tướng là gì đây. Đúng rồi, rương chọn tướng nè hả. Rồi đó, cao du gia, rồi tướng, rồi lờ rờ, quá trời lờ rờ luôn. Đó. Rồi, vô trong này chúng ta mở ra. Lờ rờ, tiếp tục là lờ rờ, tiếp tục là lờ rờ nữa. Đó. Lờ rờ tiếp tục luôn. Đó. Rất nhiều tướng lờ rờ luôn. Đây, lờ rờ nữa nè. Lờ rờ nữa nè. Rồi phụ nhất nè. Đấy. Rồi Kakudu nè hả. Rồi Orochi Maru. Tí chúng ta sẽ test con Orochi Maru nha các bạn. Hôm nay là server của bác. Đây kiếm con đó, con tướng mới nữa nè các bạn. Tướng mới của từng này. Ngoại từ có hệ nước là méo có cái con nào lờ rờ luôn hả ta. Rồi, đúng rồi, hệ nước là không có con nào lờ rờ luôn các bạn. Trời ơi, hy vọng là sắp tới là game sẽ cho mấy con hệ nước hả. Chứ tội nó quá, nó không có lờ rờ luôn á. Ồ, Akatsuki. Ok, bứt con này đi được không chị? Vậy bứt nó đi đi. Nó nằm ở bên này. Đu rồi hết. Đấy, nhìn giờ nó đẹp hơn rồi nè. Mà giờ muốn quay con này thì phải vô quay khế ước cái đã. Do là khế ước thì về chỗ ai. Rồi trong thời gian đó thì trong thời gian chờ quay vé nguyên tố thì em sẽ đi đi ra nhận quà. Đây phụ trang bị trang bị ok trang bị đây đủ rồi, để cho nó được chạy đây. Đó, nhận trang bị 25 sao. Ok rồi, event tướng mới. Từ từ đi, tích nạp nữa nè, ba cái event lận nha các bạn. Đây đây đây, ba cái tích nạp luôn. Nhận tiếp. Rồi bây giờ mới tới cái tích nạp heo hình giúp nè. Đây, tích nạp tướng mới. Gồm có Kaguya, Naruto và Minamoto. Boruto và cái gì, Boruto Yogan. Rồi Minamoto và Naruto. Trang bị 26 sao.
trời đồng rồi ăn xếp lỗi cây hiên đá tăng bậc các kiểu con đà điểu rất nhiều luôn. Nhật qua nè hả, ok liền rồi các nhật ra ngoài liền đây đó, lại có hiệp tướng có hiệp các kiểu con đà điểu luôn. Trang bị đồ đầy đủ. Hôm nay là ngày của anh Orochimaru. Đó. Con Orochi này là hơn con thường 2S, 3S gì đó. Sẽ lấy mấy cái này về ghép hút lại cho nó. Mình sẽ nâng nó lên rất nhiều tướng lờ rờ luôn nha các bạn. Tùy các bạn thích chơi con nào thì các bạn chơi. À, tùy anh em ha. Còn cái này heo đang test tướng là test quà các kiểu con đại điểu thôi. Tại thì nghe bà con nói là con tướng mấy con tướng trong cái tích nạp nè, ở event tích nạp là những con tướng là mạnh nhất nè, ví dụ như Bongo Yogan nè, các kiểu nè, này có tính đánh nào đẹp không ta. Kiếm mấy trận đánh của mấy anh 40 sao á, hot nhất từng rồi nè. Đó. Trận này coi. Đó. Ồ nè đây. Mẹ thỏ nè. Đó. Ok, tịch điện đồ này nọ luôn. Đó, Gara làm tướng tăng ha. Đó. Phụ nhất nè. Ok. Đó. Rồi Naruto yêu hồ đồ đâu đây nữa nè. Đó, bong bong. Ủa sao nhét mẹ ở đây. Ok. Wow, đó, búp máu. Cụ nhất. Ủa rồi cuối cùng bên nào hắn. Theo nghĩ chắc bên này quá. Đó, nhưng mà hua tóc rồi. Rồi xong luôn. Ui, nó hồi sinh được hả? Hay là có chiêu hồi sinh riêng vậy? Rồi nó cũng xong luôn các bạn ơi. Bởi đó bởi gà chắc không có đồ cho nó hay gì á. Đó. Đó. Rồi xong rồi xanh cỏ rồi. Hua tóc đầu vô hua tóc là thấy là xong rồi. Rồi cũng giúp đi luôn. Ngạt lại coi chúng con nào không. Rồi không ngạt nổi rồi, bên này dày quá. Trời ơi, nổi con Gara với lại con Naruto yêu hồ bên này là thấy 1.300 rồi, phải tập không thọ rồi. Đã không biết cái này hẳn rồi. Đó. Ủa đâu còn mẹ nữa rồi. Tự nhiên đang nâng con LR bên này mấy cái nhiều chuyện cái đêm dòng mà. Ôi bên này được 3 con LR luôn hả. Wow thấy vậy mà nhiều dữ ta. Bên này có Orochimaru rồi con Gara rồi con Gakuzu. À, 3 con LR luôn nha các bạn ơi. 3 con LR kiếm cho nó tầm 1 mà mỗi con tới 10 phút lận, 10 cái combi lận. Chắc là cũng tổng cả khá, cũng lên được khoảng 12 sao chứ nhỉ. Lên nè, đó. Okay. Đó. Hồi nãy mình có hòn vô trong cái đống kia rồi hả? Rồi, sẽ nâng nó lên. Đó. Con này hình như là triệu hồi được cả rắn luôn mà. Ây da. Quên. Đây. Rồi. Đây. Ui, được 13.000 rương. Wow. Nhiều vậy. Ok, bên này được 10.000 là tương đương với 10 tỷ. Oh. Còn đây 100.000. Ui. Con game nào 100.000 có giá trị kinh hồn vậy. Wow, vừa được tướng mới, vừa được rất nhiều tướng mới rồi được trang bị rồi
được tà le hồng me hết à. Đó, gắn trang bị 26 sao vô rồi lực chiến lên cả một tầm cao mới đi chứ. Em có lấy cái bút con mập này đi chúng ta nhập mẹ rồi. Thôi rồi. Trời ơi. Rồi lỡ ép nhầm nó rồi. Đầu tương đó. Trời ơi. Tu ghê không? Nãy ấy không coi các bạn ơi. Trời ơi. Ok ok. Hên là mấy cái nâng có 90 sao á. Đó. Thôi để nạp tiếp lên rồi up tiếp ha. Bây giờ vô quẩy nhẹ cái cho anh em ngó nè ha. Đó. Linh heo để hết ở dưới phần mô tả ha. Đó, phanh bay các kiểu con đà đẻo. Ok, ok, gì đó, diện đại nó đi. Rồi, đánh nào. Đó, ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ui, một phát một, wow. Ui, con này khó lắm luôn á. Mà sao nó có một phát một vậy ta. Wow, wow. Ui, con này thường đánh cũng hơi bị lâu luôn á. Wow. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.